Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại đến với kênh của mình. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục làm một cái video về núi khỉ V3. Mời các bạn cùng xem nha. Như các bạn thấy đó, đây là cận cảnh của đại sư huynh con khỉ chúa đó các bạn. Thấy nó ngồi không? Rất là uy nghi. Ngồi giống như người mình vậy đó các bạn. Những con khỉ nhỏ hoặc là những con khỉ khác á thì nó ngồi giống cả dạng như là mấy con vật nó ngồi thôi. Còn riêng như mấy con này á, nó ngồi đỉnh đạt lắm, nó ngồi giống như người mình á. Kiểu giống như là cái tầm tiến hóa của nó lên đó các bạn. Cho nên nó ngồi thấy nó cái phong thái nó ngồi rất là thoải mái, tự tại, nhẹ nhàng. Ngồi như vậy đó. Các bạn quan sát các bạn sẽ thấy nó ngồi nhưng mà nó để ý xung quanh, coi cái bầy đàn của mình nó sinh hoạt như thế nào, có ổn không hoặc là có nguy hiểm gì không. Nó luôn luôn quan sát xung quanh nha các bạn. Đây có hai bạn trẻ lên cho khỉ ăn nè. Mẹ dìu con ở dưới bụng ra ăn. Ăn nhưng mà cũng phải tranh nhau nha các bạn. Loài khỉ này nó là như vậy đó. Ăn phải tranh nhau. Hôm nay dự báo thời tiết là ở ngoài Bắc có bão, cho nên là ở trong Nam trời nó ui, trời nhiều mây á, thành ra là ít người đi chơi, đường vắng teo. Mấy chú khỉ cũng đói bụng luôn. Thank you.
rồi, video mình đến đây là kết thúc nha. Hôm nay mình làm cái video ngắn thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Có gì thì comment góp ý cho mình làm cho nó hay hơn nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nha.